chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày hàng tuần. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là châu Âu công bố chứng chỉ xanh để được cho phép du lịch. Liên Âu đã tiết lộ kế hoạch mở cửa lục địa cho những chuyến du lịch mùa hè với Digital Green Certificate, tạm dịch là chứng chỉ xanh kỹ thuật số. Những sổ thông hành COVID-19 này sẽ cho phép du khách đi lại mà không cần kiểm dịch đối với bất cứ người nào đã được tiêm thuốc chích ngừa COVID-19, hoặc nếu họ đã có một kết quả xét nghiệm COVID âm tính, hoặc có thể chứng minh rằng họ đã khỏi bệnh. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen đã giải thích, thứ nhất, công dụng của giấy chứng nhận này là gì? Nó cho thấy hoặc là cho biết liệu người nào đó đã được chủng ngừa hoặc xét nghiệm âm tính gần đây hoặc đã hồi phục từ COVID hay không và vì vậy có kháng thể. Thứ hai, chứng chỉ sẽ bảo đảm rằng kết quả của bộ dữ liệu được ghi nhận là loại được công nhận giữa mọi quốc gia thành viên của khối Liên Âu. Và thứ ba, với chứng chỉ kỹ thuật số, chúng tôi mong muốn giúp các quốc gia thành viên khôi phục quyền tự do đi lại và di động một cách có trách nhiệm và đáng tin cậy. Kế đến là bản tin Thủ tướng Hy Lạp giải thích việc tiếp tục chích ngừa với thuốc AstraZeneca. Khối Liên Âu có kế hoạch sử dụng một sổ thông hành COVID sẽ cho phép du khách đi lại trong khối. Giấy chứng nhận sẽ miễn cho người sở hữu nó khỏi các hạn chế như kiểm dịch khi đi du lịch và có thể là một cứu cánh cho các quốc gia đang tái phát động các chương trình du lịch vào mùa hè năm nay. Một trong số các quốc gia đó là Hy Lạp, với 1/5 tổng số GDP của quốc gia này đến từ lĩnh vực du lịch. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết, ông tin rằng sổ thông hành này sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch và ông hy vọng số lượng du khách mùa hè năm nay sẽ tăng lên đáng kể. Ông cũng giải thích lý do tại sao Hy Lạp đang tiếp tục với chương trình tiêm chủng thuốc AstraZeneca. Ông nói, cơ quan dược phẩm châu Âu, tức là EMA, đã nói rất rõ rằng lợi ích của vaccine AstraZeneca vượt trội hơn những nguy cơ tiềm ẩn. Và đó là lý do tại sao Hy Lạp là một trong số ít quốc gia đi ngược lại xu hướng chung. Và chúng tôi hiện nay đang tiếp tục với chương trình tiêm chủng AstraZeneca và mong đợi quyết định của EMA. Nếu EMA cho biết cần phải tạm ngừng chương trình, thì tất nhiên chúng tôi sẽ làm ngay lập tức. Sang qua tin từ nước Pháp, Bộ Y tế Pháp nói rằng thuốc chích ngừa AstraZeneca không nguy hiểm. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết những người đã tiêm liều thuốc vaccine AstraZeneca đầu tiên không gặp nguy hiểm nào. Ông Olivier Véran đang tìm cách trấn an mọi người sau khi tạm ngừng sử dụng thuốc chích ngừa AstraZeneca vào ngày thứ hai để chờ cơ quan dược phẩm châu Âu, tức là EMA, xem xét. Ông Véran nói với các nhà báo rằng ông mong đợi một phán quyết về thuốc chích ngừa từ cộng đồng khoa học châu Âu và ông hy vọng sẽ tiếp tục chiến dịch tiêm chủng cho dân chúng càng nhanh càng tốt. Canada mở rộng việc chích ngừa COVID với thuốc AstraZeneca. Canada đang tiếp tục dùng thuốc chích ngừa COVID của AstraZeneca bất chấp những lo ngại tại châu Âu về nạn máu đóng cục. Trên thực tế, quốc gia này hiện nay đang khuyến khích tiêm vaccine cho tất cả người lớn trên 18 tuổi. Trước đây, Canada đã tránh dùng loại thuốc này đối với những người cao niên để chờ thêm dữ liệu. Và hiện nay thì họ nói rằng đã có dữ liệu đó từ Vương quốc Anh. Dữ liệu cho biết loại thuốc chích ngừa này hoàn toàn an toàn và hiệu quả đối với tất cả người lớn và không thấy bất cứ sự liên quan nhân quả nào giữa cục máu đông và thuốc chích ngừa AstraZeneca. Những điều này xảy ra trong một thời điểm rất quan trọng tại Canada. Việc triển khai thuốc chích ngừa tại đây chậm hơn nhiều so với Anh Quốc và Hoa Kỳ. Đồng thời, khi những biến thể siêu vi khuẩn coronavirus bắt đầu chiếm ưu thế tại Canada, thì rất nhiều giới chức y tế công cộng đang xem xét về số người nhập viện gia tăng và số người phải được chăm sóc tại các phòng đặc biệt ICU. Họ bắt đầu tự hỏi liệu rằng việc chích ngừa có thực sự đủ để giảm thiểu tác hại của làn sóng nhiễm dịch thứ ba hay không. Tuy theo dõi chặt chẽ dữ liệu, nhiều người cũng viện dẫn sự mệt mỏi của người dân đối với cơn đại dịch và tự hỏi cần phải đối phó ra sao trong bối cảnh hơn một năm nay có rất nhiều đợt phong tỏa xã hội và hạn chế sinh hoạt đã được áp dụng đối với rất nhiều người Canada.
Nga phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Nga đã phủ nhận họ can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020, mặc dù một bản báo cáo tình báo của Hoa Kỳ kết luận rằng Nga đã làm như vậy. Điện Kremlin nói rằng họ không liên can gì đến bất cứ chiến dịch thông tin nào, chống lại bất cứ ứng cử viên nào. Báo cáo tình báo của Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Ba, cho thấy các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Nga, đã cố gắng làm suy yếu niềm tin của công chúng vào quá trình bầu cử. Điện Kremlin gọi những tuyên bố đó là vô căn cứ và không chính xác. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét việc sẽ áp đặt thêm tất cả những biện pháp trừng phạt nhiều hơn nữa đối với Nga, Trung Quốc và Iran vì các cuộc can thiệp bầu cử. Nga cho biết họ đang xem xét các biện pháp trả đũa. Hãng Volkswagen mở rộng sản xuất pin xe hơi. Volkswagen đang đánh cá lớn vào năng lượng pin. Công ty sản xuất xe hơi khổng lồ này đang tiến hành mở rộng sản xuất pin để giảm giá xe hơi điện và tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Volkswagen cho biết họ có kế hoạch xây dựng 6 trong số những gì gọi là Gigafactories, tức là cơ xưởng vĩ đại ở châu Âu vào năm 2030. Nhà sản xuất xe hơi của Đức đang đạt tổng công suất sản xuất 240 gigawatt một giờ mỗi năm. Volkswagen cho biết đó là lượng điện đủ để cung cấp năng lượng cho gần 4 triệu chiếc xe điện ID3 của hãng này. Giám đốc điều hành Herbert Diess cho biết thiết kế di động mà Volkswagen đang nghiên cứu sẽ cắt giảm tới 50% chi phí pin so với hiện nay. Hai nhà máy đầu tiên sẽ được xây dựng tại Thụy Điển và tại Đức. Công ty cũng đang bổ sung một số lượng lớn các điểm sạc điện mới trên khắp châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hãng Honda tạm ngừng sản xuất vì thiếu chip điện tử. Mua một chiếc xe mới trong tương lai gần đây có thể là một trở ngại. Đặc biệt nếu quý vị muốn mua một chiếc xe hiệu Honda, nhà sản xuất xe hơi này sẽ tạm thời ngưng sản xuất tại hầu hết các nhà máy tại Bắc Mỹ vào tuần tới vì thiếu semiconductors, tức là chất bán dẫn. Hiện nay, tình trạng thiếu chip điện tử trên toàn cầu đang ảnh hưởng đến các công ty công nghệ kỹ thuật như Samsung và các nhà sản xuất xe hơi vì một chiếc xe hơi trung bình cần có từ 50 cho đến 150 con chip thật nhỏ trong đó. Volkswagen cho biết họ đã thiệt hại trong việc sản xuất 100.000 chiếc xe hơi trong năm nay và các giới chức tại công ty đó không nhìn thấy sự thiếu hụt sẽ được giảm bớt trong tương lai gần. Khó khăn tại các nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ và một trận động đất tại Nhật đã góp phần vào sự thiếu hụt kể trên. Các hãng xe Ford, Fiat, Chrysler, GM và Nissan cũng cho biết họ đang gặp trở ngại trong việc sản xuất vì nguồn cung cấp chip điện tử hạn chế. Ấn Độ áp dụng các quy định mới đối với các công ty truyền thông xã hội. Ấn Độ đã ban hành các quy định mới nghiêm ngặt vào ngày thứ Năm cho Facebook, Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác. Họ yêu cầu kiểm duyệt nội dung nhiều hơn và tạo ra các vai trò mới. Các nền tảng xã hội này hiện phải xóa các bài đăng ở Ấn Độ có hình ảnh khỏa thân, hành vi tình dục hoặc là mạo danh, bao gồm cả hình ảnh biến dạng. Các công ty cũng được yêu cầu tăng thêm một nhân viên chuyên trách để bảo đảm luật pháp địa phương được tuân thủ. Họ cũng phải có một nhân viên để giải quyết các khiếu nại của người dùng và một người sẵn sàng làm việc mọi lúc để giới chức trách tại Ấn Độ liên lạc khi cần. Điều này xảy ra vài tuần sau khi chính phủ gây áp lực, buộc Twitter phải xóa các trang mà Ấn Độ cho là gây bất mãn. Twitter kể từ đó đã khôi phục một số trang mà họ được lệnh phải gỡ xuống. Năng lượng sạch cần số tiền đầu tư lên đến 131.000 tỷ Mỹ Kim. Có một mức giá đáng kinh ngạc để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu trên địa cầu của chúng ta. Các chuyên gia hiện nay cho biết rằng phải có một sự gia tăng lớn hơn nhiều trong việc chi tiêu cho nỗ lực năng lượng sạch. Tổng cộng kinh phí là 131.000 tỷ Mỹ Kim vào giữa thế kỷ này nếu như chúng ta muốn tránh thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Một cuộc nghiên cứu vừa được công bố bởi Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế có trụ sở tại Abu Dhabi đưa ra chi tiết về các nguồn năng lượng bền vững mà chúng ta cần để hoàn thành công việc. Và điều đó bao gồm lời hứa được mong đợi từ lâu về năng lượng green hydrogen, tức là hydro xanh. Cảm ơn quý vị vẫn đang xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên là Quỹ Dự trữ Liên bang giữ lãi suất gần bằng zero cho đến năm 2023. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định giữ nguyên lãi suất vào ngày thứ Tư ở mức gần 0%. Ngân hàng Trung ương cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ khác nhau để hỗ trợ nền kinh tế vẫn đang phục hồi. Tuy nhiên, Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đưa ra một luận điệu có phần cứng rắn khi nói rằng họ đã sẵn sàng để điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ khi thích hợp nếu rủi ro xuất hiện. Những rủi ro đó bao gồm khả năng tỷ lệ lạm phát tăng đột ngột và hiện được dự kiến là sẽ tăng dần trong những tháng tới.
Vào tháng 12, lạm phát được dự đoán ở mức 2.4%. Con số này cao hơn mức ước tính vào tháng 12 của Quỹ Dự trữ Liên bang là 1.8% và cao hơn một chút so với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là vào khoảng 2%. Lạm phát giá tiêu dùng do nền kinh tế mở cửa trở lại thường sẽ buộc Quỹ Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất, nhưng họ dự kiến sẽ không tăng lãi suất trong năm nay. 90 triệu ngân phiếu kích thích kinh tế đã được gửi ra và 242 tỷ Mỹ Kim đã giải ngân. Đợt thanh toán tiền trợ cấp kích cầu đầu tiên đã được tiến hành và khoảng 90 triệu khoản tiền cứu trợ đã được giải ngân cho đến nay. Nhóm đầu tiên nhận được tiền bao gồm những người đã cung cấp thông tin về việc gửi tiền trực tiếp cho sở thuế IRS trên các hồ sơ khai thuế gần đây hoặc là trên trang web của IRS. Và khoảng 150.000 tấm chi phiếu giấy cũng đã được gửi qua đường bưu điện. Tính tổng cộng vào khoảng 242 tỷ Mỹ Kim đã được thanh toán. Các cá nhân có lợi tức dưới 75.000 Mỹ Kim và các cặp vợ chồng có mức lợi tức dưới 150.000 Mỹ Kim nhận được toàn bộ số tiền cứu trợ, mỗi người là 1.400 Mỹ Kim. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của mình bằng công cụ Get My Payment trên trang mạng irs.gov. Quốc hội có thể gia hạn vay nợ PPP cho các doanh nghiệp. Giới lập pháp đang xem xét việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ vay tiền PPP quan trọng cho các doanh nghiệp. Hạn chót để các doanh nghiệp nhỏ nộp hồ sơ vay tiền từ Paycheck Protection Program, tức là chương trình bảo vệ tiền lương, viết tắt là PPP, là vào ngày 31 tháng 3. Các nhà lập pháp đã phê duyệt thêm 7 tỷ Mỹ Kim khác cho chương trình này, được bao gồm trong luật cứu nguy kinh tế. Nhưng các dân biểu nói rằng những khoản tiền bổ sung sẽ không ích lợi gì nếu thời hạn thi hành không được gia hạn. Hiện nay có sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với luật là sẽ gia hạn chương trình đến 31 tháng 5 và có thể cung cấp thêm khoảng thời gian 30 ngày sau đó. Lãi suất nợ nhà cao hơn không làm hạ nhiệt thị trường gia cư. Thị trường gia cư Hoa Kỳ vẫn đang hoạt động mạnh mẽ mặc dù lãi suất vay nợ cao hơn. Theo Freddie Mac, tỷ lệ trung bình trên một khoản nợ 30 năm hiện nay là 3%, tăng từ mức thấp kỷ lục là 2.67% vào cuối năm 2020. Nhưng công ty xây dựng nhà Lennar nói rằng thị trường nhà vẫn tiếp tục tăng. Công ty cho biết nhu cầu vẫn còn vì nhiều người tiêu dùng đã tiết kiệm tiền trong thời kỳ đại dịch. Lennar cho biết doanh số bán nhà mới đã tăng 26% so với một năm trước đây. Dữ liệu từ Hiệp hội các chủ ngân hàng cho vay nợ nhà cho thấy nhiều người vay nợ để mua nhà mới. Theo Hiệp hội này, số đơn vay nợ tăng 5% so với cùng thời điểm năm ngoái. Hãng Southwest Airlines thêm đường bay mới và giá vé rẻ. Hãng hàng không Southwest Airlines đang bổ sung thêm 2 phi trường mới vào mạng lưới hoạt động của mình. Hãng này cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp các đường bay đến và đi từ phi trường liên lục địa George Bush tại Houston, Texas và phi trường quốc tế Jackson Medgar Wiley Evers ở Jackson, Mississippi. Các tuyến đường giữa Houston và 5 điểm đến bắt đầu vào tháng tới. Southwest sẽ mở các tuyến đường Jackson vào tháng 6. Để quảng bá các đường bay mới, hãng hàng không này đang cung cấp một số chuyến bay một chiều với giá dưới 100 Mỹ Kim. Cơ quan TSA cho biết hơn 1 triệu người đã đi qua phi trường trong ngày thứ 6 liên tiếp. Du lịch hàng không tiếp tục tăng cao, bất chấp những lời cảnh báo từ các giới chức y tế, ngày càng có nhiều người dùng đường hàng không để du lịch. Cơ quan quản lý an ninh giao thông, tức là TSA, đã kiểm tra hơn 1 triệu người tại các phi trường trong 6 ngày liên tiếp. Đó là một chuỗi dài thậm chí chưa từng thấy trong mùa lễ cao điểm. Hơn 7.5 triệu người đã đi qua các phi trường Hoa Kỳ kể từ ngày thứ Năm. Nhưng những con số lớn hơn vẫn chỉ bằng khoảng phân nửa so với số người du lịch trước đại dịch COVID-19. Các hãng hàng không cho biết rằng hành khách đặt vé trước nhiều tháng trong lúc này không có. Thay vào đó, họ đang theo dõi xu hướng lây nhiễm bệnh COVID và chỉ lập kế hoạch du lịch vài tuần lễ trước khi khởi hành. FDA cảnh báo tránh nước kiềm Real Water vì có thể gây viêm gan. FDA đang khuyến cáo người tiêu dùng không nên uống nước có nhãn hiệu có tính kiềm alkaline vì nghi ngờ có nguy cơ mắc bệnh viêm gan. 5 trường hợp viêm gan cấp tính không do siêu vi khuẩn gây ra ở trẻ em có liên quan đến nhãn hiệu Real Water, tất cả đều ở miền Nam tiểu bang Nevada. Trẻ sơ sinh và trẻ em đã phải nhập viện và tất cả đều đã bình phục. 2 người lớn và 3 trẻ em ở cùng gia đình với bệnh nhân nhập viện có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. FDA yêu cầu người tiêu dùng, các nhà bán lẻ và cả nhà hàng không được bán, không được nấu, không phục vụ hoặc là bán nước kiềm nhãn hiệu Real Water cho đến khi nào cuộc điều tra của họ hoàn tất. Doanh số bán lẻ giảm mạnh vì người tiêu dùng mua sắm ít hơn. Cục điều tra dân số báo cáo rằng người Mỹ đã chi tiêu ít hơn 3% trong tháng 2 vừa qua, là tháng ngắn nhất của năm. Các nhà kinh tế dự kiến mức chi tiêu sẽ giảm nhưng chỉ vào khoảng 0.5% mà thôi.
Một số nhà phân tích tin rằng thời tiết xấu đã dẫn đến sự sụt giảm chi tiêu. Điều này xảy ra sau khi doanh số bán lẻ đã tăng 7.6% trong tháng Giêng. Các chuyên gia cho rằng luật kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 1.900 tỷ Mỹ Kim sẽ thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Một số nhà kinh tế lo ngại điều đó sẽ dẫn đến lạm phát và buộc Quỹ Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ là Janet Yellen đã nói rằng sự dao động tạm thời về giá cả không làm cho bà lo lắng. Bản đồ Apple sẽ cập nhật các địa điểm chích ngừa COVID-19. Bản đồ của Apple đã có một bản cập nhật giúp cho quý vị tìm thấy một địa điểm chích ngừa COVID-19. Ứng dụng được tìm thấy trên các sản phẩm của Apple như là trên iPhone hoặc là xác định các vị trí tiêm vaccine. Dữ liệu đến từ công cụ tiêm vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC. Trong một bản tin, công ty nhu liệu khổng lồ Apple cho biết tất cả những gì mà mọi người phải làm là hỏi Siri, "Where can I get a COVID-19 vaccination?" Tạm dịch là tôi có thể tìm lấy chích ngừa COVID-19 ở đâu? Bản đồ của Apple cũng đang đánh dấu các khu vực thử nghiệm COVID. Thông báo từ Apple được đưa ra một ngày sau khi Facebook ra mắt công cụ định vị thuốc chích ngừa COVID trên nền tảng của mình. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giấy tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một số khán giả về điều kiện nhận được tiền cứu trợ của chính phủ trong luật cứu nguy kinh tế Hoa Kỳ đợt 3. Và sau đây là phần tóm lược. Điều kiện để nhận được tiền cứu trợ theo luật cứu nguy kinh tế. Vòng gửi tiền tài trợ kích thích kinh tế mới nhất đang được tiến hành. Các khoản thanh toán 1.400 Mỹ Kim đang bắt đầu được gửi vào các chương mục ngân hàng thông qua cách gửi tiền trực tiếp. Và các khoản thanh toán kích cầu dưới hình thức thẻ rút tiền hoặc là chi phiếu được dự kiến là sẽ diễn ra trong những tuần lễ sắp tới. Tiền viện trợ của chính phủ dự kiến sẽ đến với vào khoảng 159 triệu gia đình tại Mỹ, với số tiền tối đa là 1.400 Mỹ Kim cho mỗi cá nhân hoặc là 2.800 Mỹ Kim cho mỗi cặp vợ chồng. Và cũng có các khoản thanh toán 1.400 Mỹ Kim cho mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, số tiền giảm dần và sẽ không được gửi ra so với các đợt kích cầu trước đó dựa trên lợi tức của quý vị. Các khoản thanh toán được giới hạn cho người độc thân có lợi tức 80.000 Mỹ Kim một năm. Đối với các chủ gia đình, giới hạn này là 120.000 Mỹ Kim. Và đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung thì mức giới hạn là 160.000 Mỹ Kim một năm. Quý vị sẽ cần một số an sinh xã hội hợp lệ để đủ điều kiện nhận tiền cứu trợ. Và nếu không đủ điều kiện để được trợ cấp nhưng lợi tức của quý vị có thay đổi trong năm nay thì quý vị có thể yêu cầu nhận lại số tiền này khi nộp hồ sơ khai thuế lợi tức năm 2021 vào năm tới. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp cho chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tony.thanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.